Nắng vàng nhạt nhưng mà cũng lạnh. Quay nè, quay vô cái lá nè. Đúng rồi á. Ừ. Mấy cái lá này còn tươi hình ra cho. Xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Khoai Tây Family. Khoai Tây vẫy tay nè. Khoai Tây xin chào ông bà cô chú. Ồ, trời ơi. Wow. Dạ, tại sao không có ạ? Nhi cứ sao nói thôi. Dạ. Khoai Tây bị gió thì sao? Khoai Tây bắn tim nè. Bắn tim. Khoai Tây bị gió. Khoai Tây đó đâu nhéo. Khoai Tây dùng tay là ảo mà cô chú. Dạ. Khoai Tây chơi cát xong chưa? Ừ, Khoai Tây bỏ đồ chơi vô kè, vô giỏ lại mình đi lên nhà tắm nè. Lâu ơi là lâu luôn, Khoai Tây mới xuống chơi cát lại nè bà cô chú nè, đó. Chơi hồi nãy giờ rồi, xong bây giờ chuẩn bị hả? Dẹp đồ chơi của mình lại, phải tập cho em đó. Biết phủi cát ra để cất đồ chơi luôn đó bà cô chú đó, giỏi ghê. Này trời rồi. Trời mùa thu. Nắng vàng nhạt nhưng mà cũng lạnh. Chơi xong rồi phải phủ sạch sẽ, bỏ vô giỏ rồi về bữa còn chơi tiếp nữa. Mà Khoai Tây dọn dẹp xong chưa? Mình đi lên nhà nha. Khoai Tây chơi xong rồi đó bà cô chú ơi. Ủa? Còn mấy cái này thì sao? Đây nè. Thấy không? Khoai Tây nhìn xuống đất này còn hai cái muỗng kìa. Hai cái muỗng, Khoai Tây. Nhìn xuống đất. Còn hai cái muỗng kìa, con nhìn thấy hai cái muỗng không? Đó. Hai cái muỗng. Bỏ hai cái muỗng luôn hả? Không dẹp hai cái muỗng phải không? Dẹp. Rồi một cái muỗng nữa. Cái muỗng màu vàng ở dưới chân á. Ở dưới chân của Khoai Tây á, chân Khoai Tây đâu? Đây nè. Phải không? Còn cái muỗng đó. Rồi, rồi, xong. Ừ, bỏ vô bịch đi, rồi mình đi. Bỏ vô bịch đi, rồi mình đi. À. Rồi còn cái đó nữa. Cái màu đỏ đó. Này, đây. Ủa, Khoai Tây không xách cái giỏ Khoai Tây lên hả? Xách giỏ không má phụ nè, má khiêng một bên. Má khiêng một bên. Khoai Tây cầm cái này nè, khiêng với má. Khoai Tây khiêng với má không? Nè tới khiêng với má nè. Khoai Tây cầm một bên, cầm một bên, má cầm một bên đi, mình khiêng đi. À, mình khiêng đi. Nặng thì mình khiêng với nhau ha. Đi về nhà mình không? Đi về không? Ừ, đi về đi. Đi ngõ nào là về nhà mình đâu? Ngõ nào về nhà mình? Nhà mình phải về nhà ngõ đó không? Ngõ bên kia chứ. Ờ à, đúng rồi. Đây. À đó nhà mình đó. Đây. Nặng quá thì hai má con mình cùng nhau khiêng ha. Này, Khoai Tây có bộ đồ chơi mới nè ông bà cô chú nè đó. Vui lắm. À, rồi rớt rồi, ngồi xuống đi con. Trời. Con bỏ vô rổ lại đi. Nó rớt tùm lum rồi. Đây là cái bộ đồ hàng mà mấy bữa Khoai Tây đi qua nhà em dâu Tây chơi mà quên lối về luôn. Chơi mà không chịu về đến nỗi mà hả, kêu thôi Khoai Tây ngồi đó chơi má về một mình nha. Là em cũng đứng dậy em bye bye má luôn, không thèm. Và xong sau đó bắt đầu cái chị họ của dâu Tây á, có bộ đồ cũ này nè, bắt đầu cái bán lại cho Khoai Tây 15 ơn. Mua về mà chơi mà quên ngày quên đêm luôn bà cô chú. Thích lắm. Cả ngày cứ nấu nướng cho má ăn pizza, đồ bánh sinh nhật rồi nè. Đúng là mấy bé gái là nó thích những cái này á. Khoai Tây qua cắt thịt bò cho má ăn không? Đâu? Thịt bò đâu?
rồi khoai tây nướng bánh mì cho má ăn. Ừ. Má ăn. Ừ. Nướng bánh mì đi. Rồi xong rồi sao? Hay má cắt cá cho má ăn. Ừ, lấy dao cắt ra. Chơi cát xong rồi đầu lên chơi đồ hàng. Không được đâu. À không được đâu hả? Lại con bỏ lên cái tấm thớt á. Tấm thớt đâu? Tấm thớt. Ừ. Đó, bỏ lên tấm thớt rồi. Xong lấy cái dao cắt ra. Dao cắt ra. Ừ. Ừ, bỏ vô dĩa cho má rồi má ăn cà rốt. Rồi đưa muỗng cho má luôn. Trời nó ghê lắm bà cô chú, bà thấy hả? Chuẩn bị xuống nấu ăn cho nên là không có quay phim nữa mà kêu mama quay trò chơi, mama quay đồ chơi. Lại con chơi đi rồi mama quay nè. Ừ. Biết là quay phim mua á, trời ơi ghê luôn. Ừ. Mama quay đồ chơi hả? Rồi má hết quay rồi. Má hết quay rồi, má tắt rồi. Má tắt nha. Chứ làm sao? À thì coi tới chơi đi. Má tắt nha, má không quay nữa nha. À rồi má quay rồi chơi. Đó, thích quay. Tại vì em cũng biết là đồ chơi mới. Mặc dù là cũ của người ta nhưng mới của mình. Cho nên là đòi quay. Rồi coi đây cũng hiểu được là ông bà cô chú đang coi. Bây giờ lớn rồi hiểu được ông bà cô chú đang coi rồi. Cho nên thành ra là hả cái lúc mà em khóc nhè đồ là em không cho quay phim. Chém cá chém canh. Bữa bà cho mấy lá lốt nè. Với lại mấy củ sả, ớt. Bây giờ mình sẽ làm thịt bò quấn lá lốt nè. Thịt bò mình sẽ trộn với lại lá lốt cắt nhỏ nè. Đây là hành đỏ băm nhỏ với lại sả, này mật ong, một xíu nước mắm vào hào. Giờ mình sẽ trộn lên đều nè. Trộn đều lên nè. Khoai tây á hả? Rồi ngồi lên để mà nhìn nè. Cái gì? Ok. Mình sẽ để cho gia vị nó ngấm ha. Ngấm vô thịt. Để bắt đầu mình sẽ quấn. À khoai tây quay nè. Rồi khoai tây cầm. Đây, đây, quay á. À, đúng rồi, giỏi ghê, đúng rồi. Cái lá này, đây, rồi, quay nè. Quay vô cái lá nè. Đúng rồi, đó, ừ. Mấy cái lá này còn tươi thành ra cho nên nó là quấn nó không có nằm. Má thì đang quấn vào hoa tây ngồi quay đó. Hoa tây đang má. Hoa tây đang quay phim cho má. Quay phim cho má nè. Hoa tây phụ má quay phim á ha. Quay phim mà để có phim mình bỏ lên cái kênh của mình. Ừ,
Này, con quay vô đây nè, con quay vô đây nè. Thôi, chờ má xíu. Quấn xong rồi nè, ông bà cô chú ơi. À, đang quấn nửa chừng. Thì mình quấn theo cái quán tính là cái lá sẫm màu vô trong. Cái xong cái chợt nhớ vô có một bạn comment đó là quấn cái lá sẫm màu ra ngoài cho nó đẹp, cho nên thành ra một nửa nọ nửa kia. Tại vì không có nhớ, đang làm nửa chừng thì mới nhớ ra cái lời khuyên đó, cho nên là thay đổi. Bây giờ sẽ đem theo, bây giờ sẽ mình quết một lớp dầu ăn rồi đem đi nướng lò chiên không dầu. Khoai tây, cái chân của khoai tây bây giờ lớn rồi cứ toàn là đòi hả, cứ là lên coi thứ má làm không, cho nên đòi ngồi lên luôn. Ban đầu là định là mua cái cầu thang cho khoai tây hả, đứng cao lên bếp để coi, nhưng mà cái bếp nhỏ quá, bây giờ mà bỏ cái đó vô thì coi như là không có chỗ nào đi tới đi lui luôn á. Bởi vậy nhà nhỏ cũng rất là bất tiện, cho nên cho khoai tây ngồi lên luôn, khoai tây coi ha. Đây, chín rồi, ngon luôn. Khoai tây đi siêu thị làm gì vậy? Khoai tây đi siêu thị mua bánh mì. Khoai tây đi siêu thị làm gì vậy? Bánh mì. Ngò giảm 50%, còn lại có nhiêu đây thôi à. Để giảm giá là bắt đầu người ta mua quá trời. Thấy trên mạng nói xoài còn giảm giá, cho nên thành ra thấy còn có một trái duy nhất thôi. Bông này bông gì? Bông hoa. Bông hoa gì? Bông hoa. Bông hoa gì? Bông hoa. Bông hồng. Bông hoa. Bông hoa hồng. Thấy nó bán hoa địa lan nè. Bây giờ mình sẽ mua một cây. Mình sẽ mua bánh mì này về mình nướng ăn với lại thịt bò quấn lá lốt nè. À, đây ha. Mua 8 ổ bánh mì. Bỏ lên đây rồi xong mới đi ra tính tiền. Rồi, mình ra tính tiền thôi. Rồi, khoai tây tính tiền cái đó. Khoai tây có tiền không? Khoai tây có tiền không? Không có tiền. À, khoai tây không có tiền gì, để ra má tính tiền nha. Rồi, rồi đi ra tính tiền đây. À, khoai tây có tiền hả? Đâu cho má coi khoai tây có tiền đâu. Đâu, tiền của khoai tây đâu? À, trong giỏ. Ở trong giỏ hả? Khoai tây có tiền trong giỏ luôn. Quá trời. Trong giỏ quá trời. Nè, đây nướng nè. Bà ba đâu khoai tây? À, bà ba khoai tây đi làm về kìa. Khoai tây vẫy tay chào ba, vẫy tay ba đi. Bà ba có ai vậy? Bà ba có ai đi làm về vậy? Bà ba của khoai tây. Ba ba đạp xe đạp đi rồi. Ba ba đạp xe đạp đi về. Rồi khoai tây chạy ra đón ba không? Đón ba mà. Đi ra đón ba nhanh lên. Hôm nay gia đình khoai tây ăn bánh mì nhét bò quấn lá lốt nướng nè, ăn bà cô chú ơi. Xin mời cả nhà cùng ăn bánh mì với gia đình khoai tây nha. Của khoai tây nè, đó thấy không? À, khoai tây xé ra, chấm nè. Bánh mì, bánh yu. Mama rai, papa rai. Khoai tây mắc má biển cho khoai tây chấm ha. Khoai tây mama. Xin mời cả nhà cùng ăn bánh mì với gia đình khoai tây nha. Xin mời cả nhà. Khoai tây mời ba.
Đi ngoài vắng. Khoai tây mời má. Mời má. Mời ông bà cô chú. Mời bà chú. Ăn bánh mì. Ăn bánh mì. Giỏi ghê. Rồi con ăn đi. Ít ba ba. Ừ. Ít ba ba. Vino mời ba ba. Rất khúc mắt mà. A bộ viên sẽ đưa sơ sô gia sô sơ ô đơ mít chê kê. Sao sít sô sơ. Es ist immer gerne mit Sojasauce. Con gốc mình sẽ bỏ vô nhét cho. Ok, papa. Was willst du? Diese Soße oder? Probier mal die. Muss ich selber machen. Hey, guck mal. Ăn thêm ớt cho nó cay. Đến chỗ chili ordinary, super sát ha, à super sát ha. Ăn bánh mì nhét bò vấn lá lớp nướng này ăn bà cô chú nè. Die Plätze von Vietnam. Hast du vietnamesische Frau, sie ist ihre Tochter, mitgebracht und dann wurden sie ein bisschen geschenkt. Was für Blätter sind das? Rindfleisch, Rinderfleisch. Nein, Blätter. Blätter. Hast du einmal gesund gegessen? Habe ich bei Aschersha gekauft. Wisst ihr? Keine Ahnung, auch für Englisch oder auch Deutsch. Wie sagt man? Name von diesen Blätter? Ja. Keine Ahnung, auch für Englisch oder Deutsch. Keine Ahnung, in beiden Sprachen? Irgendwelche Blätter? Lalo? Jetzt probier ich die Hand. Das geht nicht auf. Aber hast du nicht so viel gegessen davon? Ich habe das abgespielt. Warte, war super dreckig. Ich habe nochmal. Ich habe auch einen Reis voller Sand.
Was ist das? Ja, aufpassen, dass wir nicht zu viel Sand da drin haben, dann verstopft das Rohr. Achso. Gut. Ja. Chili super scharf? Ja. Das ist nicht so schlimm. Nein, Chili ist von Vietnam. Die vietnamesische Frau auch. Auch von Vietnam? Oh, ja, auch von Vietnam und mir geschenkt. Andere habe ich bei Asien scharf gekauft. Lần đầu tiên mà má khoai tây ăn cay mà hít hà mà ba khoai tây mới lần đầu tiên nghe má khoai tây hít hà. Anh tưởng bị đau hả? Tại vì tiếng sao mà cô chú ăn ớt ở Việt Nam mang qua, ớt ở Việt Nam thì nó cay, còn ớt bên này nó không có cay. Ớt bên này ăn là giống như có hương bó hoa thôi chứ nó cay thế thế thôi. Còn cái ớt này là cô mới cho. Tại con gái cô bên Việt Nam qua cho lá lốt và có mấy trái ớt cô cũng cho mấy trái. Cay, cay thiệt luôn, bây giờ phải hít hà luôn nè. Und da fehlen die ganzen Gurken weggenommen. Okay, giờ là bỏ ớt mua ở bên đây vô chứ ớt Việt Nam cay ghê luôn. Bỏ miếng thôi. Thật sự ớt gì nó cay. Cay lắm nha. Xì dầu Nhật Bản ăn nó cái vị nó không có giống như xì dầu của Việt Nam mình. Thường là Việt Nam ở bên Đức á là ăn Maggi thay cho xì dầu, tại vì thấy cái vị đó mình ăn chanh á thì nó giống như vị xì dầu Việt Nam mình. Còn cái xì dầu Nhật nè nó không có ra vị giống Việt Nam mình, vì xì dầu của nó mạnh hơn. Nhưng mà với ba khoai tây là nhưng gì mới là xì dầu chứ, còn mà ăn Maggi nước Maggi của Đức á, anh nói cái này không phải xì dầu mà tại cái vị nó giống như Việt Nam hơn. Ăn ớt mua ở cửa hàng châu Á bên này á không có cay, thấy thế rồi đúng không? Đó, ráng đút cho khoai tây rồi buôn mấy miếng thịt. Trời ơi.
Ô, cái gì vậy? Versus. Cái gì vậy ba ba? Ấy. À, rồi cô tay ăn hết thịt đi rồi mình ăn kem nha. Nhai nhai thịt đi, nhai 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 nhai. Nhai hết thịt đi, khoai tây nhai hết thịt rồi xong mình ăn kem ha. Khoai tây giỏi lắm. Papa water, got a fancy flies are not in one. Was? Đang sẽ tu is nice, is fancy, is food house. Đó, thôi kem để cho khoai tây, ba không ăn nữa đâu. Ja, Töpfchen, da läufst du dann, fällst du wieder hin, weil du so rumhaben willst, Töpfchen. Đây là cái chậu bông mua hồi nãy nè. Bây giờ đem ra tặng cho cô. Khoai tây với lại ba khoai tây ở nhà rồi. Má khoai tây đi mình cho nhanh. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của gia đình Khoai Tây. Xin hẹn gặp lại ở những video sau. Bye bye và hẹn gặp lại.